Liên quan đến những thí sinh trong vùng dịch đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, sáng nay tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, 8 thí sinh liên quan vùng dịch bị phong tỏa được đưa đón bằng xe riêng, làm bài tại một phòng thi riêng. Bài thi của 8 em này được nhân viên y tế dùng đèn cực tím khử khuẩn 20 phút rồi niêm phong bỏ vào tủ riêng. 8 em thí sinh này không phải là các trường hợp F1, F2 nên vẫn được sắp xếp để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngay trong đợt 1. Ngoài 31 phòng thi theo kế hoạch, điểm thi bố trí thêm một phòng thi riêng để cho 8 thí sinh nói trên làm bài tại tầng 3 của nhà điều hành, tách biệt hoàn toàn với các phòng thi còn lại. Trước ngày thi, các thí sinh này cũng được khám, kiểm tra sức khỏe, xác định đảm bảo để có thể tham gia kỳ thi. Trong ngày 9 tháng 8, sau khi kết thúc môn thi ngữ văn buổi sáng, thì 8 thí sinh được đưa về một phòng riêng ở trong khuôn viên nhà trường để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài thi toán vào buổi chiều.